Wow, wow, wow. Vâng, xin chào anh chị, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục lại gặp nhau đúng không ạ? Vâng, trong các video trước tôi vẫn đang nói về khách hàng mục tiêu. Và video này cũng vậy, chúng ta vẫn chưa sang phần mới đâu ạ. Phần này thì tôi sẽ nói với các anh chị là chúng ta phải xác định được nhu cầu thực sự của khách hàng là gì. Vâng, trong tiếng Anh người ta sẽ có một cái thuật ngữ là Customer Insight. Customer Insight tức là cái phần bên trong mình thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu đến tận tim gan của họ, đúng không ạ? Thấu hiểu từng suy nghĩ của họ, mong muốn của họ để chúng ta tư vấn cho họ, để chúng ta cung cấp cho họ những cái sản phẩm, những cái dịch vụ và những cái tính năng cũng như là lợi ích, đúng không ạ? Tuyệt vời nhất cho khách hàng. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải phân tích nhu cầu. Chúng ta phải phân tích nhu cầu thực sự của họ. Chúng ta phải hiểu là gì ạ? Họ thực sự muốn gì? Bằng cách nào chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi là nhu cầu trực tiếp của họ là gì? Đấy, nhu cầu trực tiếp, ví dụ tôi đói thì nhu cầu trực tiếp sẽ là ăn để no. Nhu cầu gián tiếp của họ là gì? Có đúng không ạ? Thì tôi cũng mong muốn là ăn no nhưng mà phải ngon, phải sạch sẽ, đúng không ạ? Phải thuận tiện, đúng không ạ? Rồi phải rẻ. Đấy, rồi dịch vụ phải tốt, phải nhanh, phải mát mẻ, vân 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 vân. Rất nhiều các cái nhu cầu xung quanh nó chứ không phải là nhu cầu đơn giản chỉ là ăn nữa. Có đúng không ạ? Vâng. Nhu cầu hiện tại của họ là gì? Bây giờ thì đôi khi khách hàng mới chỉ nghĩ được đến cái nhu cầu hiện tại thôi. Họ chưa nghĩ đến cái nhu cầu tương lai. Thế thì bây giờ như thế thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ như một khách hàng. Vậy thì những sản phẩm hiện tại chúng ta phải đáp ứng được cả những nhu cầu trong tương lai. Đó chính là lý do tại sao các sản phẩm công nghệ họ thường làm được việc đó. Họ thường nghĩ trước cho khách hàng. Họ thường nghĩ được cái nhu cầu tương lai của khách hàng. Thì khi mà đáp ứng được cái nhu cầu của tương lai của khách hàng thì lợi thế sản phẩm của bạn rất tốt, thì việc bán hàng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Đó chính là lý do tại sao các hãng người ta phải nghiên cứu nhu cầu khách hàng và dự báo nhu cầu khách hàng. Dự báo nhu cầu khách hàng nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố, từ thói quen, sở thích, công nghệ, hành vi, vân vân. Và từ đó họ sẽ đoán ra được những xu hướng. Kết hợp với cái khoa học công nghệ hiện tại, họ có thể tạo ra được thị trường. Có đúng không ạ? Vâng, chúng ta phải xác định được cái yếu tố gọi là nhu cầu ẩn chứa bên trong, đúng không ạ? Đó là gì? Đó là sự đẳng cấp, đúng không ạ? Hay là sự sung sướng, hay sự khác biệt, đúng không ạ? Hay sự an toàn, hay là sự sợ hãi, thậm chí đó là sự ám ảnh. Có rất nhiều các cái công ty hiện nay đang dạy cho sale của mình là phải biết cách đe dọa khách hàng, biết cách tìm ra sự sợ hãi của khách hàng. Họ sợ hãi điều gì? Họ lo lắng điều gì? Có đúng không ạ? Thì chúng ta có thể xoáy sâu vào cái sự sợ hãi đó. Và họ mong muốn điều gì, họ thích thú với điều gì, thì chúng ta hãy xoáy sâu vào cái sự sung sướng đó. Và tôi nhớ một cái câu chuyện mà chắc là các anh chị cũng sẽ biết. Đó là cái chuyện bố già. Tôi rất là thích cái chuyện này. Khi còn thời sinh viên tôi rất hay đọc. Bây giờ thì bận tôi không đọc nữa rồi. Thế thì chuyện bố già nó có một cái hình ảnh. Một cái hình ảnh tôi nhớ. Đó là khi bố già đàm phán, có đúng không ạ? Ông có dạy là gì ạ? Nếu như đàm phán mà trên mặt bàn thì hãy để một bông hoa hồng, hay là rẻ một cái hình ảnh khác là một tập tiền, và dưới mặt bàn là một khẩu súng, thì việc đàm phán sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Tức là gì? Nếu bạn nghe tôi, theo ý của tôi, quyền lợi của bạn ở trên mặt bàn là bông hoa hồng. Bông hoa hồng là tượng trưng cho các quyền lợi, hay là tiền, hay là lợi ích chính trị, hay là gái đẹp, vân vân, đúng không ạ? Chuyện bố già. Nhưng dưới mặt bàn là một khẩu súng. Nếu bạn không nghe lời tôi thì khẩu súng đang dí vào người bạn, có đúng không ạ? Đó chính là sự sợ hãi. Chúng ta đe dọa khách hàng. Tất nhiên đe dọa khách hàng, nhưng đe dọa một cách vô cùng tinh tế và khéo léo, một cách hợp lý, chứ không phải là chúng ta đe dọa bừa bãi. Thí dụ đồ ăn, bây giờ chúng ta dấy lên cái lo ngại về ung thư, ăn uống bẩn, đúng không ạ? Rồi các ung thư, rồi các bệnh về tiêu hóa. Đó. Rồi thì ở ngoài ô nhiễm không khí, đúng không ạ? Chúng ta dấy lên một cái lo ngại môi trường sống không ổn định. Đó chính là sự sợ hãi. Đó chính là chúng ta đe dọa khách hàng. Nhưng khách hàng thừa nhận và đồng ý với chúng ta. Thế còn ví dụ như là cách đây một thời gian, đúng không ạ? Có một câu chuyện là có một cái hãng, đúng không ạ? Người ta thuê những công ty nghiên cứu thị trường và tung ra cái chiến dịch là nói rằng là nước mắm có chứa arsen,
ý tôi mà nói là nước mắm truyền thống đấy, nước mắm làm từ các cái sản phẩm là các con cá mà được làm ở các làng nghề đấy, đúng không ạ? Là có chứa một cái chất độc là arsen, nhưng mà đây là arsen hữu cơ, ăn được không sao cả. Thế thì họ dấy lên một cái lo ngại, họ đe dọa khách hàng để cho khách hàng người ta nhận thức đấy là một mối nguy cơ, và họ tự động thay đổi thói quen tiêu dùng, họ chuyển sang cái sản phẩm an toàn hơn. Đó, đấy là cái cách mà người ta đã khai thác về bán hàng và marketing, đúng không ạ? Thậm chí đó là những cái sự ám ảnh. Mỗi chúng ta lớn lên đều có những cái sự ám ảnh. Chúng ta lớn lên trong nghèo khó, đúng không ạ? Chúng ta lớn lên trong những cái tình huống trớ trêu, những hoàn cảnh khó khăn vân vân, thì chúng ta luôn luôn có một cái ám ảnh gì đó. Đấy, thì chúng ta phải biết, với vai trò là một người làm sale, một người chuyên gia, đúng không ạ? Thì chúng ta phải cố gắng là khai thác được cái nhu cầu ẩn chứa bên trong của khách hàng, cái gì thôi thúc họ mua hàng. Tôi lại lấy một cái ví dụ khác. Trong một lần tôi đi đào tạo cho một công ty về viễn thông, tôi xin phép không được nêu tên, một công ty viễn thông rất là lớn. Thì ở Việt Nam thì có Vinaphone, Mobifone với lại Viettel, đúng không? Thì đấy, nhưng mà tôi không nói là công ty nào. Thế thì chúng tôi tranh luận với nhau, tôi cũng đào tạo về bán hàng trực tuyến. Thì tôi tranh luận với nhau về việc là cái nhu cầu của khách hàng là như thế nào. Và sau đó thì tôi trao đổi với các anh chị học viên, và có một cái ví dụ trong cái lúc buổi đó là thế thì các anh chị hỏi tôi cái nhu cầu của thầy về một cái SIM số là như thế nào. Thế thì tôi có nói là gì? Cái số SIM điện thoại 0989623888 của tôi ấy, cái số này tôi đã dùng từ hồi sinh viên. Đấy, từ hồi sinh viên năm thứ 3 tôi đã bắt đầu dùng rồi. Cuối năm thứ 2 tôi đã dùng rồi. Như vậy đến bây giờ tôi dùng cũng khoảng độ 12-13 năm rồi. Tôi không có nhu cầu đổi, đúng không ạ? Tôi cũng chẳng làm gì mà phải đổi điện thoại cả, để đổi SIM cả. Điện thoại thì đời mới ra thì tôi đổi thôi, cho nó hợp thời thượng, xu thế vân vân, đúng không? Công nghệ một tí, hoành tráng một tí. Đấy, chính là insight của cái việc mua điện thoại. Thế thì các anh chị này có nói với tôi là cái SIM đó rất là cũ, rồi cái mạng đó không tốt, rồi vân vân như này như kia. Đưa ra rất nhiều các lý do, tôi đều gạt bỏ đi. Tôi bảo không phải, những thứ đó tôi không quan tâm. Họ phân tích là cước cao hơn cước của em. Tôi bảo tôi không quan tâm đến cước, bởi vì tôi có thu nhập để trả cho một cái cước nó cao hơn một chút, tôi thực ra cũng không còn quan tâm đến điều đó nữa. Ý tôi muốn nói là với tư cách một khách hàng, tháng gọi 500-700 nghìn, quan tâm là gì? Tranh nhau 100-200 đồng, không quan tâm. 3G đắt hơn, tôi bảo 3G đắt hơn cũng chẳng sao, bởi vì tôi dùng wifi nhiều, mấy khi tôi dùng 3G đâu. Đấy, mà một tháng tôi mua cái thuê bao mấy chục nghìn đấy rồi, xong. Tức là cái người bán hàng bên này đang cố gắng nói rằng là cái sản phẩm này của họ tốt hơn cái sản phẩm tôi đang dùng. Nhưng họ đã thuyết phục tôi bằng những cái lợi ích mà thực sự khách hàng không quan tâm, là tôi không quan tâm. Họ đưa ra khá nhiều các tiêu chí và tôi không quan tâm. Và tôi nói rằng là gì? Với một số SIM điện thoại như tôi đã dùng mười mấy năm, 12, 13 năm có lẽ, thì tất cả những cái thứ bạn đưa ra tôi đều không quan tâm. Đấy, nếu bạn muốn thuyết phục tôi rời bỏ SIM này để đổi sang SIM của bạn, một cái mạng khác hay một cái số SIM khác, thì chỉ có một cách duy nhất và tôi sẽ đồng ý ngay, đó là bạn hãy cho tôi một số SIM đẹp hơn như thế này. Phải đẹp hơn như thế này thì tôi mới đổi. Hoặc là khi tôi đổi, tôi sẽ chuyển đổi từ từ, tôi sẽ dùng hai điện thoại, tôi sẽ chuyển dần dần các danh bạ sang đây. Khi ai gọi đến tôi sẽ nhắc họ là dùng cái số mới này, mất một năm rưỡi tôi sẽ dùng hẳn sang. Đó chính là cái cách nếu bạn muốn cướp khách, muốn bạn lấy những cái khách chất lượng. Nhưng sale đã không hiểu điều này, đã nói những cái lợi ích mà thực ra khách hàng không quan tâm. Cái nhu cầu thực sự là gì? SIM đẹp hơn. Tôi lấy thí dụ, bây giờ tôi đang dùng số 3x8, tôi giả sử như thế, cộng với số ngày sinh của tôi đằng trước. Vậy thì bạn cho tôi cái số 4x8, 5x8, tất nhiên là 10 số. Theo quan niệm của tôi thì tôi sẽ đổi cho bạn, thì tôi sẽ rời bỏ cái này, tôi sẽ dùng cái mới. Phải cho người ta tốt hơn thực sự cái người ta mong muốn. Ok, như vậy tôi vừa lấy một cái ví dụ, tôi phân tích cho bạn, cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái inside customer. Tất nhiên cái ví dụ tôi đưa ra đấy là dựa trên cái quan điểm cá nhân của tôi. Nếu mà các bạn nghe thì các bạn cũng hết sức vui lòng nhé, quan điểm cá nhân thôi. Đó, vậy thì các bạn đã hiểu được cái nhu cầu ẩn chứa của khách hàng là gì chưa?
Đấy, các bạn hãy trả lời cho câu hỏi nếu bạn bán xe hơi thì khách hàng muốn một chiếc xe hơi để đi lại hay là muốn một ánh nhìn thèm khát từ những người khác, có đúng không ạ? Hay là bạn muốn chở một ngôi nhà di động. Đấy, hay là bạn muốn chở một con người sang trọng, lịch lãm ở trên xe này. Đấy, hay là bạn muốn thể hiện một cái đẳng cấp về công nghệ đối với một cái người đi xe. Thì đấy là cái câu trả lời để chúng ta có thể chốt khách hàng. Nếu như chúng ta không biết là xác định là khách hàng mục tiêu và chúng ta cũng không biết xác định nhu cầu khách hàng mục tiêu thì chắc là chúng ta cũng tiêu đời luôn. Chúng ta rất khó có thể trở thành King of Sales, Best Seller được, có đúng không ạ? Vâng. Thế thì bài tập trong cái video này thì tôi muốn là các anh chị làm về nhà hay các anh chị viết ngay ra sổ cho tôi là hãy xác định khách hàng mục tiêu của cái sản phẩm, cái dịch vụ các anh chị đang làm. Các anh chị đang làm theo các cái tiêu chí như tôi vừa nói ở phía trên các video trước đó, đúng không ạ? Như là gì ạ? Tâm lý học hành vi, đúng không ạ? Như là nhân khẩu học, đấy, như là nhu cầu, xác định nhu cầu, đúng không ạ? Thế rồi thì tất cả những cái thông tin ở phía trước chúng ta liệt kê ra, chúng ta đưa nó vào một cái sơ đồ cây, chúng ta vẽ ra một hình cô gái hay một chàng trai, đúng không ạ? Đấy, sau đó chúng ta liệt kê các thông tin xung quanh. Như vậy đó chính là chúng ta xây dựng được cái khách hàng mục tiêu cho chúng ta. Và chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi là liệu rằng khách hàng có muốn gì nữa hơn không, để chúng ta đổi mới sản phẩm, để chúng ta đổi mới dịch vụ, để chúng ta có thể bán được hàng tốt hơn, để chúng ta có thể làm thỏa mãn vượt xa mong muốn của khách hàng. Đó chính là cái ý nghĩa của King of Sales. Được chưa ạ? Vâng, tôi xin phép kết thúc cái video nói về cái vấn đề là nhu cầu thực sự của khách hàng là gì, hay còn gọi là thấu hiểu khách hàng từ bên trong, Customer Insight. Xin được hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn và xin chào.